Xin chào các bạn, quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ tới các bạn là một cửa hàng bán vàng sới nha các bạn. Vàng sới máy cài tay rồi nha các bạn. Thì mình bữa nay mình tình gồng đi ngang lọc quốc lộ 1A xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Và đi ngang nông nguy cơ, cửa hàng nông nguy cơ của anh tên là anh Thành nha các bạn. Nông nguy cơ Tân Thành nha các bạn. Là ảnh là chuyên mua bán nông nguy cơ máy dầu, máy cài vàng sới tay các bạn. Số điện thoại là 0975434643 nha bạn. Ảnh tại là quốc lộ 1A Mỹ Yên Bến Lức nha bạn. Thì sẵn đây thì mình quay chia sẻ với bạn một số cái vàng sới mà ảnh bán nha mọi người. Thì số điện thoại của ảnh đây, thì mọi người có cần mua cái vàng sới nào thì liên hệ cho ảnh để mình chọn cho mình có vàng sới là thích hợp với cái máy của mình nha. Thì đây là ảnh chất vàng sới rất là nhiều luôn nha các bạn. Vàng sới này là mình thấy dài có, nhỏ có và vàng sới ship lại luôn nha các bạn. Thấy vàng sới cũng rất đẹp nha. Đây mình quay bên đây nó còn để thêm mấy cái nữa nha bạn. Bên đây là có cái vàng chảo luôn, vàng chảo này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chảo nha bạn. Vàng sới này, cái vàng chảo này tới 8 chảo luôn nha bạn. Ủa vợ trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái vàng chảo trong là 7 chảo luôn nha bạn. Và cái vàng chảo này mình thấy nó lạ một cái là cái vàng chảo này nó có cắt đăng với lại hộp sọ luôn nha bạn. Nó có cắt đăng luôn nha. Mình phóng to lên xí nha. Đây mình phóng to lên chút, đây là cái cắt đăng của nó luôn bạn. Là tất nhiên là mình gắn vô cái đuôi sới của mình, cái hộp sới mình chạy đằng cho chảo nó xay luôn. Nó xay thì tất nhiên nó sẽ là ăn đất cứng rất là ngon nha bạn, rất là nhiều, rất là sâu luôn nha. Còn nếu mà chảo như hồi lúc trước của mình á, không có cắt đăng á thì sẽ là kéo xuống đất cứng quá thì nó không xuống nha bạn. Còn này nó xay nó cắt đất luôn nha bạn. Còn đây tới đây là cái vàng sới này, về vàng sới xếp nha bạn. Mình thấy vàng sới xếp này là nó ba khúc luôn nha. Vàng sới xếp này nó ba khúc luôn nha các bạn. Ba khúc ráp lại với nhau nha. Và điều khiển là có hệ thống là thủy lực nha các bạn. Có hệ thống thủy lực, ti thủy lực nè, các bạn thấy không, ti thủy lực nè. Và nó có cái bát khớp đặng ship. Theo như mình nhìn thấy trên hình đây là nó ship hai bên lại với nhau nha. Nó ship hai bên là nó ship lên phía trên bầu trời nha bạn. Phía lên trên nha, ship lên trên vô nha. Rồi giờ sáng nay mình nhìn độ khoảng là 4 mét nha bạn. Khoảng 4 mét thôi nha. Tại khúc giữa thì mình độ khoảng là 2 mét rồi. Thì mỗi bên 1 mét nữa thì mình độ giờ sáng này là 4 mét nha các bạn. Các bạn nào có cần vàng sới này là vàng sới nước thì liên hệ với lại anh Thành nha. Số thoại nãy mình có quay cái bản hiệu của anh nha các bạn. Và dưới đây là cái vàng sới, dưới đây là vàng sới ship luôn. Vàng sới dưới đây mình thấy là như nó lớn hơn cái vàng sới trên luôn á bạn ơi. Mình thấy như là lớn hơn luôn nha. Mình thấy to quá bạn ơi. Đây là cái cắt đăng, cái hộp sọ sới nha. Và tới cái mé bên đây luôn. Đây mình quay cho bạn nha, tới chỗ này là bị hết vàng sới rồi. Thì mình thấy cái này nó cũng rất lớn nha, nó cũng tương đương cái trên hoặc là nhít hơn cái trên luôn nha bạn. Mà các bạn thấy lạ gì không, đây là cái vàng sới này nó ship lại phía sau các bạn, nhưng mà hình như này là ship thủ công nha, ship lại phía sau nha các bạn, ship lại phía đằng sau đuôi. Nhưng mà ship thủ công mình thấy không thấy là ti bên thể lực nha các bạn. Mình không thấy ti bên thể lực nha. Nó ship lên sau thì nó có phần là không gọn bằng cái dàn sới trên nha các bạn. Nhìn sới trên này ship lên bầu trời, ship xuống thẳng đứng nha. Thì nó sẽ ok hơn nha, nó là gọn gàng hơn nha. Nó cũng giảm tải cho cái đầu máy mình, nó sợ bị nhõng đầu các bạn. Còn ship lại đằng sau thì nó có phần là nặng cái tải hơn nha. Đây là cũng thêm mấy cái dàn sới ship nữa các bạn. Mình xem lại cái này có ship không các bạn. Hình như cái này ship luôn nha các bạn. Sới này nha, thì sới này là có ship luôn nha. Mà rất là dài luôn nha, mà ship hình như là mình thấy là cái ship cái khớp giữa ngay chỗ cái hộp sọ sới nha các bạn, chứ không phải ship bên kia nha. Thì mình nghĩ là đa số dàn sới dài là dàn sới nước nha, chứ không phải là mình để mình sới nước hoặc là mình sới bằng hai lại nha các bạn. Còn đây mình quay cái mấy cái vàng, cái vàng lớn này. Đây là cũng vàng sới nước luôn bạn ơi. Nãy giờ mình chưa thấy vàng sô, vàng sô khô trên đó nha bạn. Đó, vàng sô đang chắc lên trên đó là lưỡi dài.
cầu dây xé nước mình là lưỡi cục, lưỡi ngắn nha, gọi là dạng chỉ ngắn nha các bạn. Thì mình chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha. Thì hôm nay tình cờ mình đi ngang qua Lộc A, thấy chỗ này bán nhà xe nhiều quá, mình quay chia sẻ với các bạn nha. Thì sau này mình cũng quay sang là bán máy cơ giới rồi nha bạn. Nếu mà mình đi quay chia sẻ với các bạn mà gặp những máy cơ giới nào đẹp, hay là phà lan, máy nông nghiệp nào đẹp mà cần bán thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Thì mình rất mong được các bạn ủng hộ mình nha các bạn. Ở đây máy nên cái này về cái vàng gì quá trời lạ luôn bạn ơi. Mình không biết vàng này vàng gì. Bạn thấy không? Hai bên có ba chảo mà cái chỗ này là cái xốp này nó xay luôn nha. Cái xốp chảo này nó xay luôn nha các bạn. Dưới đây nữa nè. Bạn thấy không? Đây. Nó xay luôn nha các bạn. Còn đây là có vàng đắp màu nữa các bạn. Thì bạn nào cần vàng đắp màu nghĩa địa thì liên hệ với lại anh Thành nha. Đây anh Thành này. Đây cửa hàng nông cơ của anh đó nha các bạn. Số điện thoại anh tại là bốn lùn A Mỹ Duyên nha, cũng rất là dễ nhận biết nha các bạn. Đây số điện thoại anh này nha. Đây anh có vàng đắp màu luôn nha các bạn. Đây là vàng đắp màu của anh nha. Thì nói chung là ở miền Tây, anh em miền Tây mình cũng cơ khí mình cũng sản xuất, nhưng mà đây là cái vàng đắp màu riêng nghĩa địa. Bạn nào mà có cần xài thì mua nha. Thì liên hệ với anh nha. Cái này mình thấy là cái chảo này inox luôn nha bạn. Sáng trắng luôn, không xét luôn nha. Còn mấy cái chảo đây là chảo sắt, mình thấy nó xét nè. Còn cái chảo này chảo inox luôn nha, không xét luôn nha bạn. Còn mình nghĩ cái phía trong đó mấy cái vàng xới cục cục khoảng chừng 1m7, 1m8, 2m là chân dài, là mình nghĩ là vàng xới khô nha các bạn. Vàng xới đất khô nha. Đây, những vàng xới đây là chân dài, bạn thấy không? Đây là vàng xới chân dài nha các bạn. Thì để là xới đất khô rồi nha. Còn mấy cái vàng xới to là để xới nước. Còn đây là cái vàng xới ship, nhưng mà cái đây là cái khớp ráp, cái khớp ráp của cái từ cái này sơ qua ra cái khớp ngoài nha bạn. Đây, bạn thấy không? Bánh răng đó. Nó ráp vô nha. Đây là cũng là một cái vàng xới ship luôn nha bạn. Cái vàng xới ship này là ship lại phía sau y chang cái vàng nãy mình giới thiệu với bạn bên đó, mà cái vàng ở dưới nha. Cái vàng ở trên là ship theo phương thẳng đứng nha. Còn đây là cũng một cái vàng xới ship này, để mình nghiên cứu nó ship theo kiểu nào nha bạn. Cái này mình nghĩ nó cũng ship về phía sau luôn nha bạn. Nó ship về phía sau y chang cái này luôn nha. Thì bạn thấy đây là nó ship về sau, nhìn rất là gọn nha. Cái đoạn giữa thì mình độ khoảng là 2m, và hai bên là mỗi cái 1m nha bạn, là 4m nha. Thì các bạn nào có cần mua xới này về để xới nước xới bậc 2 thì liên hệ số điện thoại của anh Thành nha bạn. Ở Mỹ Yên Mỹ Lức nha bạn. Đây bạn thấy cái vàng lưỡi không? Rất là đặc luôn nha. Cái vàng lưỡi này mình xới bậc 2 thì là đất đen thui luôn nha bạn. Đây là có cái tùy năng. Cái vàng xới này thì mình thấy cái tùy nhỏ này chắc mình nghĩ là không có thiết lực trong đây, thì chắc mình nghĩ là cái này là ship thủ công. Ship thủ công nha bạn. Mình kéo ra xong mình gài những cái chốt này lại nha bạn. Đây nó có cái ngàm này, bạn thấy không? Đó có cái ngàm đó mình gài được nha. Rõ ràng riêng cái vàng xới kia là mình xài lấy đường nhất ben của thằng đường nhất chờ của thằng mấy máy cài sẽ không muốn không rồi nha bạn. Trong đó là anh bán máy cài tay cũng rất là nhiều luôn nha. Thì các bạn nào cần thì liên hệ anh nha bạn. Đây là vàng chảo luôn, vàng chảo này chắc xài cho máy sắt không muốn không rồi nha bạn, hoặc là bự hơn nữa xíu nha. Hoặc là nếu máy nhỏ bạn mua vàng chảo 7 lưỡi nha. Con này vàng chảo 8 lưỡi nha bạn. 2 4 6 8 bạn. 8 lưỡi nha. Đây là ship thủy lực luôn nha, thấy ống thủy lực nha. Thì video mình xin được phép kết thúc tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ cho video cho mọi người cùng xem nha. Sắp tới mình cũng sẽ có gặp xe cơ giới nào đẹp và có cần bán thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn luôn. Mình rất mong các bạn ủng hộ mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.